Bia về chưa, bia về chưa, bia về chưa? Chiều rồi, mọi về chưa, mọi về chưa? Dù ta sai ta ca cho quên đi hết muôn phiền. Và rồi ngày mai anh em đông dân ta đi ra đông cây cây. Đồ chi cho sang nên cho tóc bắt đầu nào. Đồ nâng ly đem đi cuộc đời này có mấy khi. Dù ta sai ta ca cho quên đi hết muôn phiền. Và rồi ngày mai anh em đông dân ta đi ra đông cây cây. Đồ chi cho sang nên cho tóc bắt đầu nào. Đồ nâng ly đem đi cuộc đời này có mấy khi. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Cách đây tầm 2 ngày em mới lên cho anh em xem cái clip con N250E5 mà em đã đóng thùng lại cho khách hàng theo yêu cầu khách hàng luôn. Đây là một trong những như theo em biết là đây là cái con xe đầu tiên tính đến thời điểm hiện tại mà đóng theo yêu cầu khách hàng. Tại vì những cái con xe trước á, theo em biết là được giao từ các đại lý khác á, là hầu như toàn bộ giao theo kiểu là thùng tiêu chuẩn không à. Do một phần là do phiếu của nó là phiếu nhà máy, không có đại lý nào đang không có đại lý nào là trực tiếp giao phiếu được hết tính đến thời điểm hiện tại nha. Còn sau này chắc chắn sẽ có, cho nên là toàn bộ là lấy thùng tiêu chuẩn về hết. Nhưng mà khách hàng của em lại ngay từ ban đầu là không có hết thùng tiêu chuẩn, muốn lên một số option theo yêu cầu và theo cái gọi là ý thích cá nhân đó, cho nên là em đã thu thập cái ý kiến cũng như là tính giá dần từ phát sinh. Và hôm nay thì con xe coi như con em gần như là nó hoàn thiện 99% rồi, còn lắp cái bảng nữa là xong rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem cái thành phẩm của em nó. Và rất là vui bởi vì đôi khi mình làm gì cũng vậy, nói chung là người đầu tiên mà lúc nào cũng sẽ hơn những người khác. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những con xe nổi trong cái hội xe dắt tính đến thời điểm hiện tại nha. Rồi mọi người cùng nhau xem em xe nó nha. Đây con này đây, vô nha. Rồi đầu tiên thì xin giới thiệu với mọi người, đây là cái con N250E5 mà hiện tại bên em đang cho tiến hành sơn và hoàn thiện những cái công đoạn cuối cùng trước khi tiến hành bàn giao cho khách hàng. Anh khách này là chỗ rất là gần công ty của bên em luôn, hình như là đi xẹt qua cái là tới liền à. Đó, giáp công ty sát giáp đó, thì hai vợ chồng đi xem xe. Mới đi xem xe luôn, chưa có đi tham khảo đâu hết. Nhưng mà khi mà qua tới công ty bên em thì sau khi được tư vấn về quy cách thùng, về phát sinh, rồi giá cả này kia, có vẻ như là có duyên, cho nên là hai anh chị vợ chồng đã quyết định chốt cọc trong cái lần đầu tiên đi coi xe luôn. Đó, thì đó là một cái may mắn của em và là một cái duyên của em với khách hàng. Rất là cảm ơn gia đình của chỗ chị Mai cũng như là gia đình của anh để đã kết hợp với bên chỗ bên công ty của em để ra được cái siêu phẩm ngày hôm nay. Tại sao em gọi là siêu phẩm? Tại vì siêu phẩm là nó phải khác biệt mới gọi là siêu phẩm đâu, nó phải đẹp, nó phải khác biệt mới gọi là siêu phẩm đó. Và chắc chắn con xe này nó cũng là như vậy luôn. Đây em sẽ quay cận cảnh cho mọi người nha. Cái gì cũng vậy, má mình lần đầu tiên mà mình làm xe mà những cái con xe đầu tiên á, khi mà cho ra lò á, lúc nào cảm giác nó cũng hưng phấn á. Đó anh chị xem nè, đây con này thì nó sẽ ra được cái tải cho phép là 2 tấn 250 nha quý anh chị, 2 tấn 250. Cái mẫu đèn của nó thì mẫu đèn nhìn xịn luôn, bao xịn cho anh chị luôn. Hiện tại là con này đang là xịn nhất và sắp tới sẽ là trùm luôn phân khúc tải trung nè quý anh chị. Mẫu đèn như mẫu đèn Ford ha, chrome rất là nhiều, công nghệ là cái gì, công nghệ LED technology nè. Đây là mẫu xe dắt N250E5 sử dụng động cơ Reset, động cơ được phát triển bởi thương hiệu của dắt luôn ha. Không có dây mượn hay là không có sử dụng động cơ liên danh của hàng Isuzu hay là của hàng Cummins như những dòng xe tiền nhiệm nữa. Gọi là tự chơi luôn, tự phát triển một cái thương hiệu động cơ riêng luôn. Đây cho anh chị xem qua một xíu về các em nó ha. Đây là bộ động cơ Renset ha quý anh chị ha. Đó, con này là theo tiêu chuẩn Euro 5 nha quý anh chị, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Công suất con này sản sinh ra được là 130 mã lực. Tuy nhiên cái dung tích máy con này á, là nó sẽ là 2.2, có thể là dung tích máy nó sẽ nhỏ hơn so với cái động cơ Cummins trước đây, nhưng mà ngược lại dung cái công suất sản sinh ra cũng như là cái dòng tua thì nó lại hơn hẳn so với động cơ Cummins. Thì hứa hẹn đối với những con xe sau này thì chắc chắn bộ động cơ này sẽ ra gì đấy, sẽ làm nên chuyện đó.
nói chung là cần phải có thời gian để chúng ta kiểm nghiệm cái dòng xe này khi mà chúng ta lên cho nó chạy trên đường, cũng như là xem cái độ tiêu hao nhiên liệu của nó, coi nó có ngang với hay là ít hơn hay là như thế nào so với động cơ Cummins nó đã có cái thương hiệu đây rồi ha mọi người ha. Rồi đây là cái thùng xe đã được bên em tiến hành gia cố lại. Em dùng từ gia cố chứ không phải là dùng từ đóng lại nha, bởi vì đâu nếu mà đóng từ là đóng từ sàn này lên hay là nhìn kia lên, còn này là em gia cố lại. Do thì hồi nãy em có nói là cái phiếu con này là phiếu của nhà máy, chưa có đại lý nào hiện tại chưa có trực tiếp đăng phiếu, cho nên chúng ta không đóng thùng được nha, chúng ta phải sửa lại. Và những cái sửa là sửa ở đâu? Sửa là chúng ta lên những vật tư, thứ nhất là lường lời là bằng inox hết đây. Cái này là bằng inox nè, inox lường trắng 2 ly, ốp trụ inox, khóa tôm cũng bằng inox luôn đó anh chị thấy không, bao xịn như anh vậy luôn, cái ốp ở đây inox luôn đó. Đây tháo ra cho mọi người xem nè, quá đẹp luôn ha. Dách trong á là tôn kẽm, dách ngoài bằng inox 430. Em giữ lại cái phần bẩn, chỉ là lột cái phần lườn ra thôi, lột cái lườn ra. Cái phần cản á, thì nó là cản ngày xưa của nó là cản vàng đen đúng không, giờ làm lại là cản inox luôn, inox thì inox trắng nha, nó mới ra được thế này đó. Rồi đây cái con xe này nó có nhiều cái hay lắm, em sẽ nói cho anh chị nghe nè. Tiếp tục bây giờ anh chị thấy cái phần cửa này không, cái phần cửa này á là ban đầu của nó là cửa mở cánh và nó là cửa xương. Cửa xương là sao, là không có lọc vách, nhưng mà em đã làm cho khách hàng là em lọc vách luôn cho khách hàng nha. Xa ra dễ nhìn nè, em lọc vách ngoài bằng inox 430 phẳng, vách trong là tôn kẽm. Tuy nhiên là do là hai cái cửa này á là nó có khoảng hở, nó ban đầu nó làm xương nó sẽ chừa khoảng hở, nhưng mà khách hàng là không muốn là nó chừa cái hở như vậy, phía trên hở miếng, ở dưới hở miếng luôn, cho nên là bên em đã làm lại, làm thêm mấy cái miếng la nữa để che đi cái phần hở đó. Đây cho anh chị xem nè, xương xương nó là như vậy nè đó. Khi mình đóng cửa lên á là cái khoảng hở giữa cái cửa này, cái khung cửa này với lại cái khung bẩn này là nó sẽ bị che đi bằng cái miếng này, rất là hay ha. Nhưng mà làm vậy, nhưng mà anh chị mà chơi theo cửa này á, anh chị xài hoài luôn, bởi vì là inox mà nó sẽ xài chắc chắn nó sẽ bền hơn mấy cái ron cao su nữa. Nếu mà người nào mà biết chơi á, anh chị sau này anh chị chơi luôn cái kiểu này cho em, bao luôn cho anh chị. Còn mấy cái ron cao su xài sau này nó tự động nó tróc ra, vài năm nó tự động đốc ra hết à, chúng ta phải đóng lại. Nhưng cái này là chơi thoải mái luôn đó. Mà khi mà anh chị chơi kiểu này á thì ngay cái góc này nó sẽ bị cấn, thì bên em cắt ra nghĩ làm thẩm mỹ luôn, bao đẹp đó. Giúp trong ơi anh chị xem nè, thấy không, vách trong thì làm tôn kẽm mà em cũng lót mút xốp luôn nha, chứ không phải là làm xương không nha quý anh chị đó. Rồi ở phía trên thì hả, à đấu luôn đi hả. Rồi còn phần ở phía trên của cái phần cửa thì ở một số dòng xe là cái phần cái hành trên á nó sẽ làm chết luôn, ví dụ như là đơn cử như là cái dòng đô hành thùng nhà máy á, nó sẽ để con tôm, không có con tôm đâu, nhưng mà dòng dắt thì nó có, và một số dòng xe khác nó cũng có luôn, nhưng mà em làm vậy là rất là hợp lý khi chúng ta đi hàng cao nha. Rồi bây giờ nè, đây tại vì thợ nó mới vừa lột mấy cái tấm che ra, anh chị thấy không đẹp không, tuyệt vời luôn đó. Ông chủ xe đó ông nãy ông mới vừa tới đó. Rồi đây là cái phần điểm nhấn con xe mình, cái phần đuôi sau đấy. Làm tổng cộng là 8 cái đèn ha, đèn cản 8 cái đèn với lại hai cái đèn biển số nữa. Chúng ta sẽ ngay chỗ này thì là trắng lá me, trắng lá me nằm vần lên rất là đẹp luôn, chút xíu lột ra anh chị sẽ thấy. Ngoài ra thì ở đây có làm thêm cái khung bao đèn nữa, làm thêm cái thanh trắng bảo vệ đèn nữa đó. Rồi đây cho anh chị xem thêm một phần nữa là cái phần nhất sau cabin là nó có dập lá me nha quý anh chị, lá me nằm vần, cái này là em tặng khách hàng luôn. Không phải con xe này chỉ cần lắp thêm cái bạc 5 mảnh lên cái là hành xe idol top liền, khủng khiếp. Đây à, con này là sàn ngay nóc luôn nha quý anh chị, sàn ngay nóc luôn, sàn ngay nóc luôn. Rồi em cho anh chị xem cái
cái sàn ngay nóc nè, đẹp lắm. Rồi thì em mới vừa mở cái bẩn ra cho mọi người xem thêm một cái hay nữa bên Xuân Hùng mà bên em đã làm cho khách hàng ha, là sàn thì đóng theo yêu cầu khách hàng là đóng sàn bằng inox, nóc này nóc 430 chúng ta chở nhà hàng xá cho nên là không có phải đóng 304 nhưng mà vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ cũng như là độ đẹp con xe ha. Sàn là sàn phẳng 2.5 ly ha, rất là sáng ha. Đây anh chị xem lại nè, vết sau cabin á bắn rất là nhiều li vê bởi vì là bắn vô để giữ lại cái khung cho nó chắc. Thứ hai nữa là thằng mút xốp em đã lót sẵn cho trong đó rồi, anh chị dỗ vô nó rất nghe, nó nghe không, nghe rất là chắc chứ không phải là mình để xương ở trong nha, không có nha. Rồi rất là đẹp ha. Ở những cái mối hàn ở đây thì đã được mài lại hết rồi, sáng bóng luôn. Bí sàn thì cái này sẽ làm theo cái kiểu là hàn dãy cá và là hàn hết cái phần khung chứ không có là hàn chấm bon nha. À, anh chị xem nè, đó rất là đẹp, hết luôn, làm hết luôn, nguyên khung, nguyên khung từ trước ra sau là đều hàng dãy cá hết luôn. Cái thùng quá chất lượng đó, khách hàng là chủ xe đã về sớm chạy qua để coi con xe này chuẩn bị hoàn thiện nha quý anh chị đó. Khách hàng cũng nôn mà em cũng nôn nữa. Rồi thì đó là cơ bản về con xe này, nếu mà anh chị nào mà lấy cái thùng tiêu chuẩn thì đối với con da con xe này giá nó sẽ là 448 triệu, còn phát sinh nhật tư thì yêu cầu khách hàng thôi. Nếu mà anh chị có nhu cầu thì bên em sẽ hỗ trợ báo giá thêm cho anh chị giá phát sinh nhật tư theo yêu cầu ha. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, thì hy vọng là sẽ được anh em đón nhận cũng như là anh chị nhớ đăng ký kênh để có thể chờ cái video clip bằng dòng xe con này nha. Em sẽ quay tổng thể một lần cuối cùng trước khi em lắp bạc nữa. Chào mọi người nha.